thì là sử dụng khế chua để mình chà sát vào những chỗ vết thương, trong cái trường hợp đó con trâu bị lở mồm long móng nha các bác. Khế chua đây, có thể mình có thể dùng chanh các thứ nữa. Đây là điều trị được 5 ngày thì con trâu nó sẽ liền dần. Đây như con này là khỏi này các bác này. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Vài hôm trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn về việc tăng cường tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc. Thời gian gần đây, bệnh lở mồm long móng đã và đang xảy ra tại nhiều tỉnh như Bắc Cạn, Hà Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Long. Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, diễn biến phức tạp, nhất là khi điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi. Nhu cầu vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc gia tăng vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Thời gian vừa qua, tôi cũng đi rất nhiều mô hình chăn nuôi thì tôi thấy dịch lở mồm long móng đang xuất hiện nhiều các bác ạ. Nhất là một số trại thường nhập trâu từ nơi khác về vú béo, hầu như toàn bộ các gia đình đều không làm vaccine lở mồm long móng. Thêm vào đó là do thời tiết thay đổi dẫn đến dịch xảy ra càng trầm trọng hơn. Vì vậy, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về bệnh lở mồm long móng xảy ra trên trâu bò, cách phòng và điều trị bệnh để các bác tham khảo và áp dụng đối với mô hình chăn nuôi của nhà mình. Thứ nhất là nguyên nhân gây bệnh. Bệnh lở mồm long móng gia súc là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây lan nhanh gây ra bởi một trong 7 típ virus: típ A, O, C, Asian 1, SARS 1, SARS 2, SARS 3 với hơn 60 phân típ. Ở Việt Nam đã phát hiện bệnh gây ra bởi 3 típ A, O và Asian 1. Bệnh lở mồm long móng lây lan qua đường tiếp xúc giữa động vật khỏe với động vật, sản phẩm động vật, thức ăn, nước uống, không khí, chất thải, dụng cụ, phương tiện vận chuyển có mang mầm bệnh. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, tỉnh này sang tỉnh khác, nước này sang nước khác theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật dưới dạng tươi sống, kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, móng, sữa, lông, v.v. Động vật mắc bệnh lở mồm long móng là các loài động vật có móng cũng chẵn như trâu bò, lợn, dê cừu, v.v. Thứ hai là triệu chứng bệnh lở mồm long móng ở gia súc. Thời kỳ ủ bệnh lở mồm long móng gia súc thường từ 2 đến 5 ngày đối với trâu bò, nhiều nhất là 21 ngày. Khi phát hiện bệnh, gia súc có triệu chứng trong 2 đến 3 ngày đầu, gia súc sốt cao trên 40 độ C, mệt mỏi, lông dựng, mũi khô, da nóng, đứng lên nằm xuống khó khăn, kém ăn hoặc bỏ ăn, miệng chảy nhiều nước dãi có bọt, bị viêm dạng mụn nước ở lợi, vành mũi, vành móng, kẽ móng, chân, đầu vú. Sau đó mụn nước sẽ vỡ ra, sẽ làm lở loét vùng mồm, móng chân. Bệnh nặng có thể làm long móng. Con vật đi lại khó khăn, thường đi khập khiễng, run rẩy. Ngoài ra, đối với bò, khi bị bệnh thường hay lưng chân lên rồi hạ chân xuống nhiều lần. Sau phát hiện bệnh từ 10 đến 15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm sàng. Nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con vật từ 4 tháng đối với dê, 2 đến 3 năm đối với trâu bò, và tiếp tục thải mầm bệnh ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. Thứ ba, phòng bệnh lở mồm long móng. Bệnh lở mồm long móng có thể hạn chế được thiệt hại đáng kể bằng các biện pháp vệ sinh an toàn sinh học, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và tiêm phòng vaccine. Đối với làm vaccine lở mồm long móng, thực hiện tiêm phòng 2 lần trên 1 năm, lần thứ nhất cách lần thứ hai là 6 tháng, lần thứ nhất lên tiêm vào tháng 3, tháng 4 trong năm, lần thứ hai lên tiêm vào tháng 9, tháng 10 trong năm. Các bác nên cách ly gia súc bị bệnh, không chăn thả tập trung, thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, diệt loài gặm nhấm, thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có gia súc bị ốm chết, có thể dùng một trong các hóa chất sau để tiêu độc khử trùng như phocmon 2%, LAOH 2%, nước vôi 20%, vôi bột, v.v. Con giống đưa vào chăn nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, ung khí thán, túi trùng. Trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày, thức ăn nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người vào tham quan, nhân viên thú y trước khi ra vào khu vực chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng và có trang bị bảo hộ.
thứ tư là chữa bệnh lở mồm long móng ở gia súc. Virus lở mồm long móng dễ bị diệt bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao như nước đun sôi 100 độ C, các chất có độ axit cao như quả khế chua, chanh có độ pH nhỏ hơn 3 và các chất kiềm mạnh như sút có pH lớn hơn 9. Virus có thể sống nhiều ngày trong chất thải hữu cơ ở các chuồng nuôi. Các chất có độ kiềm nhẹ, pH từ 7,2 đến 7,8. Trong thịt ướp đông, virus có thể sống trong nhiều tháng. Khi bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, nếu không được điều trị kịp thời, gia súc non thường bị chết ở tỷ lệ 20-50%. Gia súc trưởng thành thường bị chết từ 2-5%. Tỷ lệ mắc bệnh cho một đàn thường là 100%. Đến nay, bệnh lở mồm long móng chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu, chỉ có thuốc chữa triệu chứng và những bệnh kế phát. Chữa triệu chứng nhằm làm cho vết thương nhanh chóng lành thành sẹo, không gây ra các biến chứng nguy hiểm làm chết gia súc. Và các bác nên làm theo các bước sau. Đầu tiên, các bác nên để lền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Tốt nhất những con bị bệnh nên có thảm để trâu bò dễ vận động. Thứ hai, các bác phải tiêm thêm hạ sốt, sử dụng Allagin C hoặc Ketoprofen kết hợp với trợ sức trợ lực cho con vật bằng Catosan, Glucocase, Becomlex và cho uống thêm đường gluco liên tục từ 4-5 ngày. Khi xảy ra bệnh lở mồm long móng thì kháng thể của trâu bò sẽ bị giảm. Kết hợp với chân vú miệng bị thương dẫn đến các vi khuẩn cơ hội phát triển, chúng ta nên tiêm một trong các loại kháng sinh như Amoxicillin, Oxytetracycline, Penstep để chống kế phát bệnh. Virus lở mồm long móng mẫn cảm với các loại axit, vì vậy ta phải kết hợp điều trị chân móng và miệng như sau. Chữa miệng, dùng các chất sát trùng nhẹ, các loại quả chua như khế, chanh bóp mềm, dưới nước hoặc bơm xịt nước, chà đi sát lại ở mặt lưỡi, mặt trong má, hàm trên, lợi, bỏ bã vào miệng cho con vật nhai. Dùng vải mỏng, thấm nước nói trên xoa vào vùng vết thương 2-3 lần trên ngày, xoa trong 4-5 ngày. Có thể dùng một trong các chất như sau, xanh methinen 1%, thuốc tím 1%, phormol 1%, phèn chua 3%, axit acetic 3%, hoặc dùng thuốc mỡ tetracycline, penicillin bôi vào vết thương. Hoặc các bác có thể lấy một số loại thuốc xịt vết thương bán trên thị trường như Teravet của Bayer chứa thành phần kháng sinh oxytetracycline, thuốc xịt đề ma của Hanvet chứa thành phần chlorotetracycline. Chữa móng, rửa sạch chân gia súc bằng nước muối, nước lá chát hoặc thuốc tím, phèn chua, giấm ăn, sau đó bôi các chất sát trùng lên vùng móng bị bệnh. Để phòng ruồi nhặng đẻ trứng vào kẽ móng, chúng ta có thể dùng Crestin pha loãng hoặc dùng thuốc lào, một ít băng phiến để đắp vào vết thương. Chữa vú, rửa mụn nét bằng nước muối ấm, dung dịch acid boric 2-3% hoặc nước xà phòng, sau đó cho các thuốc sát trùng vào vết thương. Chăm sóc cho gia súc, đảm bảo giữ chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ, lót chuồng dày cho gia súc nằm, cho ăn cỏ tươi, cỏ mềm. Nếu trâu bò không ăn được, chúng ta nên nấu cháo và bổ sung thêm thuốc bổ như Becomlex, Gluco để đổ vào chai nhựa, bón trực tiếp cho trâu bò bị bệnh. Thường sau điều trị khoảng 1-10 ngày, trâu bò sẽ đỡ và sẽ ăn lại. Khi trâu bò bị bệnh, các bác không nên lo lắng vì kháng thể của trâu bò rất là cao nên rất dễ điều trị. Cùng với việc điều trị bệnh, cần tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh khu vực có gia súc bị bệnh và các vật dụng có liên quan đến gia súc ốm, chết, thực hiện nuôi nhốt và cách ly gia súc. Trên đây là toàn bộ chia sẻ của tôi về bệnh lở mồm long móng trên trâu bò. Các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn. Sau điều trị khoảng 5 ngày thì con trâu sẽ ăn uống tốt đúng không ạ? Lấy hết mũi.